Xin chào tất cả mọi người. Trong cái phần bài conversation này, chúng ta sẽ thấy hai người này nói với nhau bằng một cái giọng rất là informal, giọng rất là thân mật, bình dân giữa hai người bạn với nhau. Sarah là một tên của một cô gái, Florent là tên của một người con trai. Sarah gọi điện thoại. Alo, Florent, Florent hả? Oui, salut Sarah. Giữa bạn bè với nhau, người ta không có dùng bonjour, salut, tương đương như trong tiếng Anh là hi, salut. Alo, Florent, đây là hỏi có phải Florent không? Oui, salut, Sarah. Sarah nói tiếp, salut, xin chào bà. Qu'est-ce qu'on fait finalement cet après-midi? Đến giọng ở cuối câu. Qu'est-ce qu'on fait finalement cet après-midi? Âm ơ ở giữa hai âm tiết, âm này không có phát âm. Cuối cùng có finalement, finalement. Cuối cùng thì chúng ta làm gì? Ông là tụi mình. Allô Florent? Oui, salut Sarah. Salut, qu'est-ce qu'on fait finalement cet après-midi? Florent đề nghị, on va visiter un musée. Tụi mình đi tham quan một viện bảo tàng đi. Ça m'est égal. Ôi, sao cũng được. Sa me te ga, mơ là tôi này, là ngôi thứ nhất, mơ đó. Cái điều mà đi thăm này, sa me te ga là chúng ta học cái công thức này, sa me te ga là sao cũng được. Choisi toi, động từ choisi nhóm 2, imperative, bạn hãy chọn đi. Forum hỏi tiếp, mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? Toi và tu là một, là ngôi thứ hai, nhưng mà đây là dùng ở cái dạng tonic nhấn mạnh. Nhưng mà còn bạn muốn cái gì? Dùng ở chức năng sujet thì tu, chức năng tonic nhấn mạnh thì là toi, tu, toi. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? Muốn làm. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? N'importe quoi, làm cái gì cũng được. N'importe quoi, đây là đại từ. N'importe, không quan trọng. Cái gì cũng được, không quan trọng. Je te dis, tôi nói với bạn rồi, je m'en fiche, câu này rất là bình dân này, informel, je m'en fiche, tôi chẳng cần, tôi không thèm, tôi không cần, je m'en fiche, sao cũng được, tôi không cần. J'ai envie de sortir, c'est tout, avoir envie de faire quelque chose, chỉ muốn đi, mình chỉ muốn đi ra ngoài thôi, thế thôi, c'est tout, thế thôi. Chúng ta coi lại. Allô Florent? Oui, salut Sarah. Salut, qu'est-ce qu'on fait finalement cet après-midi? On va visiter un musée? Ça m'est égal, choisis-toi. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? N'importe quoi, je te dis. Je m'en fiche, j'ai envie de sortir, c'est tout. Bon, on peut aller au musée d'art moderne ou au musée régional. Musée là viện bảo tàng, A là nghệ thuật, moderne hiện đại, bảo tàng của nghệ thuật hiện đại, hoặc là U hoặc là musée viện bảo tàng régional của cái miền này, của cái miền. Tu sais, c'est dans le nouveau bâtiment. Derrière l'opéra, opéra là nhà hát kịch nghệ, derrière ở phía sau. Chúng ta thấy tính từ nouveau luôn luôn đi trước danh từ. Le nouveau bâtiment, cái tòa nhà mới. Bạn biết không, nó ở trong cái tòa nhà mới phía sau opéra. Oui, j'en ai entendu parler. Entendre, động từ nhóm 3 là nghe, parler là nói, nghe, nói. Chữ âm này là về cái đó, về cái chuyện mà vừa mới đề xuất. Oui, j'en ai entendu parler. Ở đây chúng ta có cái nối. Allô Florent? Oui, salut Sarah. Salut, qu'est-ce qu'on fait finalement cet après-midi? On va visiter un musée? Ça m'est égal, choisis-toi. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? N'importe quoi, je te dis. Je m'en fiche. J'ai envie de sortir, c'est tout. Bon,
On peut aller au musée d'art moderne ou au musée régional. Tu sais, c'est dans le nouveau bâtiment derrière l'opéra. Oui, j'en ai entendu parler. Lequel tu préfères? N'importe lequel. Vraiment pour moi, peu importe lequel. Je vois que tu n'as pas beaucoup d'idées aujourd'hui. Et est-ce que tu as envie de sortir avec n'importe qui aussi? Mais non, pas du tout. À đây chúng ta nhớ một điều là với cái gì thì n'importe quoi, với ai thì n'importe qui. Qua là đồ vật, qui là người. Chúng ta để ý một điều nữa, cái chữ toa này, này chúng người ta chỉ đệm một thôi, do đó mình đọc nhẹ. Je te dis cũng vậy, tôi nói với bạn, ở trong cái câu này nó không có nghĩa gì hết, nó chỉ là một cái chữ đệm, do đó chúng ta thấy đọc rất là nhẹ. Ça m'intrigue, choisis toi, choisis toi, chứ không phải choisis toi, ở đây cũng vậy này. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? N'importe quoi, je te dis. N'importe quoi, je te dis. Je m'en fiche. Cái này quan trọng, cái này quan trọng, cái này chỉ để một thôi, cho đó mình đọc nhẹ. Và bây giờ tôi đọc lại một lần toàn bộ cả bài. Đọc nhanh. Allô, Florent? Oui, salut, Sarah. Salut. Qu'est-ce qu'on va faire finalement cet après-midi? On va visiter un musée? Ça m'est égal. Choisis-toi. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? N'importe quoi, je te dis. Je m'en fiche. J'ai envie de sortir, c'est tout. Bon, on peut aller au musée d'art moderne ou au musée régional. Tu sais, c'est dans le nouveau bâtiment derrière l'opéra. Oui, j'en ai entendu parler. Lequel tu préfères? N'importe lequel. Vraiment pour moi, peu importe lequel. Je vois que tu n'as pas beaucoup d'idées aujourd'hui. Et est-ce que tu as envie de sortir avec n'importe qui aussi? Mais non, pas du tout. Un cadeau chinois. Un cadeau là một món quà chinois, là của Trung Quốc. Claire là tên của con gái. Pierre là tên của con trai. Pierre, j'ai un petit cadeau pour toi. Pierre ơi, mình có một món quà nhỏ cho bạn. Ça vient de Chine. Ça là cái món quà đến từ venir de, đến từ Trung Quốc. Pierre trả lời, comme c'est gentil. Oh, tử tế quá, dễ thương quá. Qu'est-ce que c'est? Cái gì vậy? Regarde, này, nhìn xem này. J'espère que tu vas aimer. Mình hy vọng là bạn sẽ thích. Oh, une théière. Oh, một cái ấm trà, một cái bình trà. Le thé là trà. Théière là cái bình để pha chè, pha trà. Elle est magnifique. Elle là cái bình này này. Nó thật là tuyệt vời. Merci, cảm ơn nhé. Ça me fait très plaisir. Cái điều này này, cái việc mà tặng một cái bình trà, cái điều đó làm cho tôi rất vui thích. Plaisir là danh từ, plaisir là sự vui thú, sự vui thích. Thường thường, très là adverb, chỉ đi với tính từ. Rất đắt, rất đẹp, rất dài, rất to, không thể mà đi với danh từ, không thể rất sách, rất vở, rất tập, rất viết được. Không thể đi với danh từ, nhưng mà ở đây người ta cho phép đi với danh từ, bởi vì ça me fait plaisir, ça fait plaisir là một cái locution, một cái thành ngữ làm cho mình vui thích, tức là mình sung sướng. Cũng giống như là j'ai très faim, avoir là có thì phải đi với danh từ. Danh từ ở đây là sự đói, la faim, tôi có sự đói, tức là tôi đói, thì người ta có thể chèn chữ khe vào được, mặc dù đây là danh từ, bởi vì avoir faim là một locution đi với nhau, chúng ta có thể chèn vào được. Claire nói tiếp, je t'en prie, khi người ta cảm ơn, thì mình đáp lại là je t'en prie. Je sais que tu bois beaucoup de thé, thé là chất trà đây này, mình biết rằng bạn uống nhiều chè lắm. Pierre nói tiếp, chương, d'ailleurs,
Tu veux un thé? Này, bây giờ, này, bạn có thích một ly, một tách, một ly trà không? No, merci, không, cảm ơn. Mais je veux bien un petit café, s'il te plaît. Nhưng mà mình thích một ly hay là một tách cũng được, một ly hay một tách cà phê nhỏ, xin vui lòng, s'il te plaît. Un cadeau chinois. Pierre, j'ai un petit cadeau pour toi. Ça vient de Chine. Comme c'est gentil. Qu'est-ce que c'est? Regarde, j'espère que tu vas aimer. Oh, une théière. Elle est magnifique. Merci, ça me fait très plaisir. Je t'en prie, je sais que tu bois beaucoup de thé. Tiens, d'ailleurs, tu veux un thé? Non, merci. Mais je veux bien un petit café, s'il te plaît. Chữ chương này chúng ta để ý, nó chỉ là một cái lời gợi ý thôi. Này, không phải là đưa. Động từ tơ đưa là cầm, không phải là cầm lấy. Chương này. Ngoài ra, tức là nói một cái chuyện khác. Bạn muốn trà không? Ở đây là chữ bien này cũng là một cái trạng từ adverb mà nói lên cái cường độ. Tôi rất thích. Je veux bien. Và chữ bien này thường thường đi với động từ vouloir. Je veux bien. Tôi rất thích một tách cà phê nhỏ. Exprimer la surprise. La surprise, sự ngạc nhiên. Cái hình thức của cái chữ này nó cũng hơi giống tiếng Anh đó. Exprimer là diễn tả sự ngạc nhiên. Exprimer la surprise. J'aime ça alors. Ce n'est pas possible. Tu es venu? Đây là diễn tả sự ngạc nhiên. Đây là diễn tả sự ngạc nhiên. J'aime ça alors. Ça alors, chúng ta dịch là diễn tả một sự ngạc nhiên. Ça alors, ngạc nhiên vui thích. Hay là ngạc nhiên không thích thú cũng dùng ça alors. Ce n'est pas possible. Dịch nghĩa đen thì nó là không thể được. Tức là mình không ngờ. Ce n'est pas possible. Tu es venu. Diễn tả sự ngạc nhiên người ta hay dùng như thế này. Ce n'est pas possible. Chẳng hạn như là diễn tả một sự ngạc nhiên vui thích. Mình nói là tôi vừa mới đậu bằng lái xe rồi. Oh, ce n'est pas possible. Vậy hả? Rồi mình nói một cái chuyện không hay. Mình vừa mới rớt đi thi bằng lái xe nhưng mà không qua được. Ce n'est pas possible. Không thể nào được. Diễn tả sự ngạc nhiên. Thành ra cái cung giọng nó phải hơi nhanh nhanh. Ce n'est pas possible. Tu es venu. Bạn đến rồi hả? Eh oui, chứ sao? C'est ton anniversaire aujourd'hui, non? Hôm nay là sinh nhật của bạn, đúng không? C'est ton anniversaire aujourd'hui, non? Có phải hôm nay là sinh nhật của bạn không? Oui, bien sûr. Đúng rồi. Quelle bonne surprise. Thật là một ngạc nhiên, thích thú. Quelle bonne surprise. Khi chúng ta dùng tính từ quelle mà phía sau nó là một cái chấm than thì nói lên một cái lời cảm thán. Cảm thán có thể là đi về cái chiều tích cực, positive, cũng thể đi vào về cái chiều tiêu cực, negative. Ở đây là tích cực này, tại vì có chữ bon này. Thật là một sự ngạc nhiên, thích thú. Mais comment tu as su que j'organise une fête ce soir? Động từ organiser là tổ chức, su là quá khứ, participe của động từ savoir là biết. Nhưng làm thế nào mà bạn đã biết được rằng chiều tối hôm nay mình tổ chức một buổi liên hoan, une fête? Chữ fête là có nhiều nghĩa. Fête là lễ, là hội. Ở đây là một buổi liên hoan. À, j'ai de petits secrets. Mình có mấy cái bí mật nhỏ nhỏ. Ngưng lại, ba chấm. Non, en fait, j'ai téléphoné à Philippe et nous avons tout décidé ensemble. Mình có một chút bí mật, không thể nói được. Thì ngừng lại một chút. Không, thật ra là mình đã gọi điện cho bạn Philippe, một bạn trai, và chúng tôi đã cùng quyết định với nhau. C'est un magnifique cadeau de te voir. Gặp bạn là một món quà rất tuyệt vời. Cái việc mà bạn tới đây này, te voir, gặp bạn, c'est un magnifique cadeau, là một món quà tuyệt vời. Je suis encore stupéfait. Stupéfait là ngạc nhiên, là ngỡ ngàng. Mình vẫn còn ngạc nhiên lắm. Tu m'avais dit que tu étais en voyage en mai.
Mình trước đây bạn đã nói với mình rằng bạn đi du lịch vào tháng 5 mà. Eh oui, je voulais te faire la surprise. La surprise là sự ngạc nhiên. Faire la surprise, tạo ra cái sự ngạc nhiên. Mình đã muốn tạo cho bạn một sự ngạc nhiên. Eh bien, champagne. Champagne là một loại rượu được sản xuất ở cái vùng Champagne. Thường thường người ta uống để chúc mừng nhau trong một cái dịp vui. Exprimer la surprise. Jeanne, ça alors, ce n'est pas possible. Tu es venu? Eh oui, c'est ton anniversaire aujourd'hui, non? Oui, bien sûr. Quelle bonne surprise. Mais comment tu as su que j'organise une fête ce soir? Ah, j'ai de petits secrets. Non, en fait, j'ai téléphoné à Philippe et nous avons tout décidé ensemble. C'est un magnifique cadeau de te voir. Je suis encore stupéfaite. Tu m'avais dit que tu étais en voyage en mai. Eh oui, je voulais te faire la surprise. Eh bien, champagne. Đây là thì tiền quá khứ, plus que parfait. Trước đây, bạn đã nói là bạn đã đi du lịch vào tháng 5. Tất cả những cái này đều ở quá khứ, nhưng mà cái này đi trước, nói là đi du lịch. Au cinéma, ở rạp ciné, Raphael là tên của một người con trai, Louise, tên của một con gái. Excuse-moi, je suis en retard. Tu es là depuis longtemps. Câu này rất thông dụng. Excusez-moi, je suis en retard. Xin lỗi nhé, mình đi trễ. Tu es là depuis longtemps. Bạn ở đây, là ở đây, chứ không phải là ở kia. À, từ lâu chưa? Dấu hỏi. Eh oui, j'attends depuis une demi-heure. Mình chờ từ nửa tiếng rồi, một nửa giờ là nửa tiếng. Raphael, j'ai téléphoné ton mobile il y a 10 minutes, mais tu n'as pas répondu. Mình đã gọi điện vào cái điện thoại di động của bạn. Il y a 10 minutes, cách đây 10 phút. Mais tu n'as pas répondu, nhưng bạn đã không trả lời. Oui, j'ai parlé à Martine pendant 5 minutes. Đúng rồi, mình đã nói chuyện với chị Martine trong vòng 5 phút. Mais pourquoi est-ce que tu es tellement en retard? Nhưng tại sao? Est-ce que tu es tellement en retard? Nhưng tại sao bạn đi trễ đến thế như vậy? Chữ tellement là đến như thế. Tellement. Pourquoi est-ce que tu es tellement en retard? Tại sao bạn trễ đến như thế? Raphael trả lời. Le bus est resté bloqué pendant au moins 20 minutes. Dans une petite rue, au moins là ít nhất. Reste bloqué, bloqué là tính từ, là bị kẹt. Chiếc xe buýt đã bị kẹt trong vòng ít nhất 20 phút ở trong một con đường nhỏ. Normalement, le bus fait le trajet en 10 minutes au total. Bình thường thì, normalement, bình thường thì xe buýt làm cái cuộc hành trình này, faire le trajet, trong vòng 10 phút, tổng cộng 10 phút thôi. Chữ ông này là, cái giới từ ông này là nói lên cái thời gian cần thiết để thực hiện một cái chuyện gì. Faire le trajet en 10 minutes, chẳng hạn là mình ăn sáng trong 10 phút. Je prends mon petit déjeuner en 10 minutes. Tôi đi từ A tới B mất nửa giờ. En une demi-heure, thời gian cần thiết để làm một cái chuyện gì. Oui, je comprends. Rồi, mình hiểu rồi. Mais tu es certainement parti trop tard. Nhưng chắc chắn là certainement tu es parti. Bạn đã ra đi. Động từ parti đi với auxilia être. Bạn đã ra đi trop tard. Quá muộn phải không? Pas du tout. Đâu có. Je suis parti à l'heure. Mình đi đúng giờ mà. Pour commencer, j'ai attendu le bus pendant 10 minutes. Nhưng mà bắt đầu là mình đã phải chờ xe buýt hết 10 phút rồi. Pour commencer, bắt đầu cái câu chuyện này, mình đã phải chờ xe buýt hết 10 phút và
và tức là để lửng, tức là nó còn bị kẹt nữa. Raphael, entre vite. Này Raphael, đi vào nhanh đi. Entre vite, đi vào trong rạp cine. Le film va commencer dans deux minutes. Chiếc xe buýt, xin lỗi, cái phim sẽ bắt đầu trong vòng 2 phút nữa. Tu me racontes après. Bạn sẽ kể cho mình nghe sau. Bây giờ đi vào đi, phim sắp bắt đầu rồi. Về nói về tương lai thì chúng ta dùng dans, nói về quá khứ thì chúng ta dùng il y a, và nói trong thời gian kéo dài thì pendant, thời gian cần thiết để làm một cái công việc gì thì là on, quá khứ là il y a, tương lai là dans, kéo dài là pendant, và thời gian cần thiết, nói về thời gian cần thiết là on. Au cinéma. Excusez-moi, je suis en retard. Tu es là depuis longtemps? Eh oui, j'attends depuis une demi-heure. J'ai téléphoné ton mobile il y a 10 minutes, mais tu n'as pas répondu. Oui, j'ai parlé à Mathilde pendant 5 minutes, mais pourquoi est-ce que tu es tellement en retard? Le bus est resté bloqué pendant au moins 20 minutes dans une petite rue. Normalement, le bus fait le trajet en 10 minutes au total. Oui, je comprends. Mais tu es certainement parti trop tard. Pas du tout. Je suis parti à l'heure. Pour commencer, j'ai attendu le bus pendant 10 minutes. Et Raphaël, entrons vite. Le film va commencer dans 2 minutes. Tu me racontes après. Bây giờ tôi đọc một lần nhanh hơn. Au cinéma. Excusez-moi, je suis en retard. Tu es là depuis longtemps? Eh oui, j'attends depuis une demi-heure. J'ai téléphoné ton mobile il y a 10 minutes, mais tu n'as pas répondu. Oui, j'ai parlé à Mathilde pendant 5 minutes. Mais pourquoi est-ce que tu es tellement en retard? Le bus est resté bloqué pendant au moins 20 minutes dans une petite rue. Normalement, le bus fait le trajet en 10 minutes au total. Oui, je comprends, mais tu es certainement parti trop tard. Pas du tout, je suis parti à l'heure. Pour commencer, j'ai attendu le bus pendant 10 minutes et Raphaël, entrons vite. Le film va commencer dans 2 minutes. Tu me racontes après.